sáng ngày hôm qua đó thì ở cái có một cái ở cái khu vực đã có một cái công viên gọi là công viên Glen Park đã xảy ra một cái vụ cháy mà làm cho một người phụ nữ bị chết và ba người bị thương đây là tất cả đều là những người vô gia cư ở đây là cái vùng ở San Francisco thì khi mà cảnh sát nhận được cái cái tin mà báo cháy ở cái khu vực này vào sáng sớm ngày hôm hôm qua ngày hôm thứ tư đó thì lúc đầu khi mà nó nó nằm ở ngay giống như những người đó họ dựng lều ở dưới cái cầu vượt ở ngay ừ. cái chỗ đó thì lúc đầu cảnh sát đến nơi á, thấy cây rậm rịch họ bắt đầu họ chữa cháy thì họ chỉ nghĩ rằng ở nơi đây á là chỉ có bị là cháy rừng thôi nhưng mà sau đó đó trong cái quá trình chữa cháy họ mới nhận được tin báo là có người ở trong đó và họ đã cố gắng để mà kéo những người đó ra tuy nhiên một người phụ nữ Uh, đã chết rồi ba người khác bị thương thì trước cái tin này đó rất là nhiều người người ta lên tiếng thì trong đó có cả thống đốc Gavin Nelson ông nói rằng là không thể nào chấp nhận được cái chuyện mà hàng ngàn người dân California không có nhà ở phải sống trong những cái điều kiện tạm bỡ như vậy và đừng có mở miệng để nói về nhân đạo hay nhân văn khi mà có những người phải sống trong cái hoàn cảnh đó thì với những cái cái điều này thì người ta lại một lần nữa đặt câu hỏi về cái tình trạng uh, nơi ăn chúng ở cho những người vô gia cư thì người ta nói rằng là cũng có những nơi được uh, họ họ thành lập nên để cho những người vô gia cư ở nhưng mà nó nó có rất là nhiều vấn đề là bởi vì á, những người nhiều người vô gia cư người ta không thích ở trong những cái khu đó bởi vì phải tuân theo những cái quy định ở đó. Ví dụ như sáng thì mấy giờ họ phải thức dậy họ phải rời khỏi chỗ đó rồi mấy giờ họ phải trở về nơi đó à, mấy giờ là đóng cửa rồi bên cạnh đó là những cái đồ đạc đó mà quý vị sẽ để ý nhìn thấy có nhiều người vô gia cư đó không phải vô gia cư là họ chỉ có một thân một mình mà họ kéo theo đồ đạc rất là nhiều thì những cái đó mà khi vào ở trong những cái nơi để dành cho người vô gia cư thì người ta không cho phép đem quá nhiều đồ như vậy thì họ lại không chịu họ lại ra họ chọn những cái lều những cái khu vực để họ dựng lều họ ở thì những cái nơi đó nó không có an toàn thì bây giờ vấn đề người vô gia cư lại một lần nữa à, khiến người ta phải lên tiếng và nhất là khi cái đám cháy này xảy ra trong một buổi sáng một người chết và ba người bị thương